Bài hát duy nhất khiến Trúc Nhân không dám hát live suốt 7 năm qua. Mỗi lần hát về chủ đề gia đình là đều khóc nghẹn. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn, như chưa lớn bao giờ những ngày thơ. Mong theo những ước mơ, ôi mộng mơ, đợi chờ với lòng tin ngây thơ. Trúc Nhân vốn được biết đến với nhiều những bản hit đình đám, tươi trẻ và hài hước như Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa. Bên cạnh đó, chàng ca sĩ trẻ cũng sở hữu vô số những bài hát cảm động về đề tài gia đình. Bài hát Muốn Khóc Thật To của Trúc Nhân 7 năm về trước đã khiến người nghe phải xúc động, thấm từng câu, từng chữ trong phần lyric. Đây là ca khúc mà nam ca sĩ chỉ can đảm hát live đúng một lần duy nhất và suốt 7 năm từ khi cho ra bài, anh chưa bao giờ hát lại. Hẳn là nhiều người cũng đặt ra thắc mắc về điều này, thế nhưng chỉ cần nghe qua phần lời là ai cũng thấy thấm mà rơm rớm nước mắt theo. Thậm chí, trong lần thể hiện ca khúc này, Trúc Nhân còn không thể kìm được nước mắt. Thế nhưng một điều bất ngờ là bài hát này của Trúc Nhân lại không được nhiều người biết đến cho lắm. Mãi cho đến khi nam ca sĩ cho ra nhiều những bản hit khác về gia đình, Muốn Khóc Thật To mới được nhiều người biết đến. Tất thảy những bài hát về gia đình của nam ca sĩ luôn khiến nhiều người phải xúc động bởi ý nghĩa nhân văn và những câu chuyện thật được lồng ghép. Sớm nào ngày trở về, liệu rằng em Bài hát Lớn Rồi Còn Khóc Nhè của Trúc Nhân thời điểm vừa cho ra mắt đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ phía công chúng. Bao nhiêu lần hát ca khúc này là bấy nhiêu lần anh không kiềm được nước mắt, MV này giống mình đến lạ. Cảm thấy vì theo đuổi cái gọi là đam mê của mình mà đã bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ. Mơ về nơi xa mà quên đi cái gọi là thực tại. Đây không phải là một bài hát, đối với Trúc Nhân mà nói thì còn là một lời xin lỗi gửi đến mẹ bởi những sự vô tâm của mình. Nhỏ thì nhân ngỗ nghịch và nhân chướng khí, nói mà đúng á, cô là con là nghiệp chướng của ba má con đó. Trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ đã từng chia sẻ: tôi nếm nhiều trái đắng nhưng cũng được lắm ngọt bùi. Thứ mà tôi cảm thấy có lỗi nhất, chưa làm được nhất là không có thời gian để ở bên ba mẹ. Tôi tự hỏi đã bao lâu mình không để ý đến mẹ. Mình có thể thành công ngoài xã hội nhưng chỉ là một đứa con đang đứng đó nhìn ba mẹ già đi. Đối với Trúc Nhân, gia đình là tài sản quý giá nhất mà anh có. Đó chính là lý do tại sao nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho những bài hát về chủ đề gia đình. Thì ra, một người luôn vui tươi, hài hước và năng lượng như Trúc Nhân lại có những khoảng lặng trong sự nghiệp ca hát của anh. Việc tôi cần làm lúc này là phải để ba mẹ tự hào về con hơn, chứ chẳng còn nặng đầu những câu hỏi về cơm áo gạo tiền hay giới tính, lấy vợ sinh con nữa. Nam ca sĩ chia sẻ, một trong số những lý do mà Trúc Nhân hạn chế hát live những bài hát cảm động về gia đình là bởi vì cứ mỗi lần hát là một lần khóc nghẹn. Chính bởi có cảm xúc dồi dào về tình cảm gia đình mà những bài hát của Trúc Nhân luôn gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng. Bạn có cảm nhận như thế nào về các bản hit về chủ đề gia đình được Trúc Nhân thể hiện? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!